Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube Khám phá quân sự, một sản phẩm của TM Media. Kênh YouTube chuyên phân tích, tìm hiểu về lịch sử bàn cờ quân sự thế giới cận đại và hiện đại. Các bạn thân mến, ngày 28 tháng 2 năm 1991, chiến tranh vùng vịnh với mật danh Bão táp sa mạc do Mỹ và hơn 30 nước quân đồng minh phát động tại Iraq sau hơn 200 ngày đã chính thức kết thúc. Đây không chỉ là cuộc xung đột lớn đầu tiên trên thế giới kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, mà còn là chiến trường đầu tiên đánh dấu sự thành công của một trong những dòng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh mạnh nhất thế giới, B-1B Lancer. Nhưng mới đây, không quân Mỹ đã cho anh chàng kỵ binh này chính thức đi vào kho niêm cất, mặc dù nó đang sở hữu tầm bay tới hơn 9.000 km, mang theo 5-6 tấn bom đạn các loại, có thể tấn công bất kỳ ai và ở bất kỳ đâu. Vậy vì sao Lầu Năm Góc lại quyết định loại biên B-1B Lancer, dù đây hiện là chiếc máy bay có tải trọng bom đạn lớn nhất và bá đạo nhất thế giới? Mời các bạn cùng khám phá quân sự tìm hiểu lý do ngay bây giờ. Rockway B-1 Lancer là loại máy bay ném bom chiến lược do Rockway International, nay thuộc Boeing, chế tạo vào đầu thập niên 1970. Mục tiêu của chương trình là phát triển loại máy bay ném bom tốc độ cao tương tự như B-58 Hustler và có khả năng mang tải trọng vũ khí như B-52 Stratofortress. Chương trình B-1 được khởi động vào những năm 1960 nhưng đã bị trì hoãn bởi sự ra đời của máy bay ném bom chiến thuật tầm trung F-111. Tuy nhiên, khi vị Tổng thống Richard Nixon nhậm chức, ông đã quyết định giảm số lượng F-111 vì chúng không có tầm bay xa và sự linh hoạt. Khi ấy, chương trình B-1 được khởi động lại. Phiên bản đầu tiên là B-1A, được thiết kế vào giữa thập niên 1970 nhằm đáp ứng nhu cầu của không quân Mỹ về loại máy bay ném bom hạt nhân chuyên hoạt động ở độ cao lớn và đạt tốc độ lên 2.500 km/h. Tuy nhiên, chỉ có 4 chiếc B-1A được chế tạo trước khi Tổng thống Mỹ Jimmy Carter hủy dự án vào tháng 6 năm 1977. Nhưng đến tháng 10 năm 1981, nó lại được tái khởi động theo lệnh của Tổng thống Ronald Reagan, với hàng loạt thay đổi lớn và những thiết kế ra đời trong thời gian này được gọi với cái tên kỵ binh B-1B Lancer. Nó được tối ưu cho nhiệm vụ xâm nhập không phận ở độ cao nhỏ, đồng thời ứng dụng nhiều cải tiến để giảm diện tích phản xạ radar. Máy bay này không còn đạt được tốc độ 2.500 km/h như ban đầu nữa, mà nó chỉ có thể bay với tốc độ tối đa 1.100 km/h ở độ cao dưới 150m, nhưng lại có khả năng sống sót cao hơn B-1A gấp nhiều lần. Tổng cộng có 100 chiếc B-1B được sản xuất trong giai đoạn 1983-1988. Tháng 10 năm 1986, chiếc đầu tiên được chính thức biên chế trong không quân Mỹ. Kể từ đó, nó trở thành máy bay ném bom chiến lược có tải trọng vũ khí lớn nhất của Mỹ, khi có chiều dài 44,5m, cao 10,4m và có khối lượng rỗng lên tới 87,1 tấn. Máy bay ứng dụng cơ cấu cánh cụp cánh xòe, giúp cải thiện khả năng cất hạ cánh và giảm sức cản không khí khi bay ở độ cao thấp. Sải cánh của B-1B rộng 42m ở trạng thái xòe và 24m khi cụp lại. Các kỹ sư đã trang bị cho nó 4 động cơ phản lực GE-F101, GE-102 để cung cấp lực đẩy, cho phép nó đạt tốc độ tối đa 1.340 km/h ở độ cao 12.000m hoặc 1.100 km/h khi cất cánh cách mặt đất 150m. Tầm bay tối đa của nó đạt tới 9.400 km. Tuy nhiên, các bạn lưu ý là con số này sẽ bị tụt xuống chỉ còn 5.545 km nếu mang tải trọng vũ khí tối đa. Những chiếc B-1B ra đời nhằm thay thế vai trò máy bay ném bom chiến lược của pháo đài bay B-52 Stratofortress. Vào tháng 12 năm 1998, 7 năm sau những phát súng cuối cùng của chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất, các phi công Mỹ một lần nữa nhận nhiệm vụ chiến đấu trên bầu trời Iraq trong nhiệm vụ chiến đấu đầu tiên của B-1 Lancer. Sau nhiều thập kỷ phát triển, bị hủy bỏ, tái khởi động rồi lại ngồi ghế dự bị thêm 13 năm nữa, thì cuối cùng nó đã có cơ hội thể hiện năng lực của mình. Ngày 17 tháng 12 năm 1998, hai chiếc B-1B vượt qua biên giới Iraq. Họ được cảnh báo về ba trận địa phòng không dọc theo đường bay. Những viên đạn của pháo phòng không Iraq
xé toạc bầu trời trong nỗ lực bắn hạ chiếc B-1B trên đầu họ. Khi các máy bay ném bom tiếp cận được mục tiêu, cửa khoang bom nhanh chóng được mở và hàng chục quả bom nặng 225 kg được thả xuống mục tiêu trước khi máy bay trao cánh để bay trở về nhà. Phải đến một ngày sau, các phi công mới biết rằng nhiệm vụ của họ đã thành công. Đó là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của B-1B Lancer. Không chỉ là một máy bay chiến đấu, mà còn là nền tảng có thể đảm nhiệm nhiều chức năng hơn so với mục đích ban đầu của nó là tấn công hạt nhân. Sau khi hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược START-1 được ký kết vào năm 1995, tất cả những chiếc B-1B này đều được phi hạt nhân hóa. Dù quá trình này đã bắt đầu từ hơn 20 năm trước, nhưng nhiều quốc gia và tờ báo trên thế giới vẫn xem chàng kỵ binh này là máy bay ném bom hạt nhân. Vai trò hạt nhân cũ đã khiến nó phải ở ngoài cuộc trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất. Nhưng việc loại bỏ khả năng tấn công hạt nhân đã giúp B-1B trở thành máy bay ném bom thông thường. Việc bổ sung cảm biến nhắm mục tiêu gắn ngoài do Lockheed Martin sản xuất đã sớm cho phép nó sử dụng thế hệ bom thông minh mới, không giống những quả bom rơi tự do mà B-1B lần đầu ném xuống Iraq trong chiến dịch bão táp sa mạc. Lancer bây giờ có thể ném loại bom dẫn đường chính xác. Khả năng mang nhiên liệu và vũ khí cực kỳ ấn tượng đã khiến nó trở thành một anh hùng trong các nhiệm vụ chiến đấu tầm xa, từ Iraq cho đến Syria. Với việc có thể lảng vảng trên khu vực, mục tiêu trong nhiều giờ, thì B-1B sẽ đảm nhận nhiệm vụ cung cấp thông tin trinh sát, thời gian thực cho trung tâm chỉ huy và binh lính trên mặt đất. Những cải tiến công nghệ cho phép Lancer có khả năng tấn công thông qua hệ thống chỉ thị mục tiêu bằng laser của bộ binh trên mặt đất, hoặc ném những quả bom thông minh đánh trúng mục tiêu chỉ sai số vài mét. Sự kết hợp giữa trinh sát và tấn công chính xác đã giúp loại máy bay này nhanh chóng trở thành phương tiện được yêu thích trong các nhiệm vụ hỗ trợ trên không. Thật vậy, Mỹ đã thành công khi làm cho những kỵ binh B-1B trở thành một trong những thứ vũ khí đáng sợ nhất thế giới khi mà có khả năng tấn công toàn cầu. Tăng số điểm treo vũ khí dưới cánh từ 6 lên 8. Khoang vũ khí bên trong thân máy bay cũng được kéo dài từ 4,5 lên 6,8 mét. Kết hợp với giá treo kiểu ổ quay cho khả năng mang theo 24 tên lửa trong khoang, thậm chí lên đến 40 tên lửa với tháp treo mới mà họ đang thiết kế. Vào năm 2018, thậm chí Boeing còn giới thiệu gói nâng cấp với tháp pháo có thể mở ra thu vào để biến B-1B từ một máy bay ném bom thành pháo hạm tương tự vai trò của AC-130U. Mặc dù B-1B Lancer đóng vai trò là lực lượng máy bay ném bom chiến lược và là lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ, nhưng thực tế là trong nhiều năm qua, các phi đội máy bay ném bom này phần lớn đã tạm dừng nhiệm vụ chiến đấu do chi phí duy trì kỹ thuật quá tốn kém. Các vấn đề với tình trạng kỹ thuật của nó đã xuất hiện từ lâu chứ không phải là mới. Lầu Năm Góc từng thừa nhận, các hoạt động hỗ trợ liên tục cho máy bay ném bom B-1 Lancer trong 20 năm qua đã làm hỏng cấu trúc khung thân do khai thác quá mức. Các máy bay này đã được sử dụng tích cực trong các chiến dịch quân sự đã thực hiện hàng nghìn lần xuất kích, chủ yếu là ở Trung Đông, mà những chiếc Lancer lại không phù hợp với các điều kiện khí hậu ở đó. Theo ước tính của các chỉ huy, thì việc hao mòn đối với phi đội B-1B Lancer suốt 20 năm qua khiến việc bảo dưỡng mỗi chiếc có thể tiêu tốn từ 10 đến 30 triệu USD. Và đó mới chỉ là chi phí sửa chữa cho những vấn đề đã được phát hiện. Loại biên những phi cơ không còn hiệu quả sẽ giúp họ ưu tiên đầu tư vào những máy bay còn lại, cũng như tăng cường huấn luyện binh sĩ. Mặc dù vậy, B-1B hiện vẫn còn được coi là máy bay rất quan trọng khi phạm vi triển khai các máy bay này đang ngày càng mở rộng. Mới đây, Lầu Năm Góc đã chuyển một phi đội Lancer đến Na Uy để một lần nữa phô trương sức mạnh và khả năng sẵn sàng chống lại Nga ở phía Bắc. Mỹ đang cố gắng bằng mọi cách để kéo dài tuổi thọ của những máy bay chiến lược siêu thanh, bởi vì nếu không có chúng, Washington sẽ không có cách nào để đưa bom và tên lửa đến các khu vực xung đột. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, thì dù đã được nâng cấp, nhưng B-1B vẫn không thể sống sót trong các khu vực có mạng lưới phòng không dày đặc. Nó chỉ hoạt động tối ưu trong môi trường đe dọa mức trung bình, với sự yểm trợ của tiêm kích và cương kích đồng minh mà thôi. Giữa tháng 2 năm 2021, chiếc Lancer đầu tiên đã cất cánh từ căn cứ không quân Edgewood ở Nam Dakota để bay đến nghĩa địa máy bay ở căn cứ quận Davis-Morton, bang Arizona. Vào cuối năm nay,
dự kiến sẽ có tới 17 máy bay B-1B được Mỹ cho ngừng hoạt động. Sau khi loại biên một số chiếc máy bay thì không quân Mỹ sẽ chuyển hướng dòng tiền sang cho 45 máy bay chiến lược còn lại. Chiếc cuối cùng sẽ ngưng hoạt động vào năm 2036. Nhưng với điều kiện khí hậu ở Arizona, nhiệt độ khô và độ ẩm thấp sẽ khiến những chiếc B-1B Lancer bị rỉ sét và xuống cấp chậm hơn. Hơn nữa, sa mạc cung cấp một lượng lớn không gian với giá cả phải chăng. Có nghĩa là quân đội Mỹ sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Những chiếc máy bay này sẽ được rút nhiên liệu, sau đó dầu được bơm qua động cơ để bảo quản. Họ phải đảm bảo rằng tất cả các lối vào máy bay đều được niêm phong để tránh bụi bẩn và động vật hoang dã. Một lớp phủ trắng sẽ được phủ lên để phản xạ nhiệt nhằm bảo vệ tất cả tài sản bên trong máy bay. Với điều kiện bảo quản như vậy thì không chỉ quân Mỹ dường như có thể khởi động chương trình hồi sinh cho Lancer quay trở về để tiếp tục tham gia vào những nhiệm vụ vượt biên giới bất cứ lúc nào. Mặc dù vậy, quyết định loại biên một trong những dòng máy bay ném bom uy lực nhất của Mỹ đã trở thành tín hiệu xấu cho các đối thủ của Lầu Năm Góc. Vì điều này đã một phần chứng tỏ rằng Washington đang sắp sửa biên chế lại những loại máy bay ném bom còn uy lực hơn gấp nhiều lần. Hiện nay, nhà thầu Northrop Grumman đang sản xuất các máy bay ném bom thế hệ mới B-21 Raider để thay thế những chiếc B-1B Lancer. Dù không tiết lộ thời điểm dòng máy bay ném bom mới này thực hiện chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, nhưng không quân Mỹ kỳ vọng sẽ bổ sung chúng trong giai đoạn 2025 đến 2027. Theo đồn đoán, thì máy bay B-21 Raider thế hệ mới có thể làm được nhiều thứ hơn thay vì chỉ có công dụng để thả bom. Một giả thuyết được đặt ra cho chiếc máy bay này sẽ được nâng cấp để có thể thả những quả thủy lôi khi các cuộc chiến diễn ra. Khi được phóng ở độ cao 10 km, chúng có thể lướt xa tới 64 km, găm xuống đại dương và sau đó đục thủng bong tàu địch mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Còn nếu như B-21 trở thành một chiếc máy bay ném bom tàng hình thì nó có thể đi đến những nơi mà các máy bay khác không thể, giải bom sau đó tiêu diệt lực lượng hải quân của đối phương. Nó còn có thể vô hiệu các bến cảng, buộc các tàu chiến của địch phải di chuyển một quãng đường xa hơn hay thậm chí là đóng băng một số tuyến đường ra khơi, buộc đối thủ phải di chuyển theo lộ trình mà ở đó quân đội Mỹ đã chuẩn bị một cuộc phục kích kỹ lưỡng. Khả năng tiếp cận lãnh thổ của kẻ địch mà không bị phát hiện sẽ trở thành một tài sản thiết yếu ở bất kỳ cuộc xung đột nào trong tương lai. Như vậy, với việc nhanh chóng đẩy mạnh sản xuất cùng với ưu thế vượt trội về công nghệ thì B-21 Raider dường như đã được ấn định để trở thành kẻ kế vị của B-1B Lancer. Là một người yêu thích công nghệ quân sự, vậy thì điều gì khiến các bạn cảm thấy tiếc nuối nhất về chiếc B-1B? Hãy để lại suy nghĩ và cảm nhận của các bạn xuống phần bình luận video. Đừng quên gợi mở những chủ đề tiếp theo mà các bạn muốn khám phá quân sự phân tích nhé. Hàng ngày, kênh sẽ công chiếu 2 video vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho Khám phá quân sự. Nếu thấy hay, hãy tặng cho Khám phá quân sự một like, đăng ký kênh và đừng quên bật chuông thông báo. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.